đang ngồi kiểu gì ấy. Thôi được rồi, bác là thích kiểu ấy. Bảo chi các con phải dạy mày cứ thể lo chưa được ăn cơm trưa đây. Các bà là cháu đến đông thế, đúng rồi các bà, hôm nay mùng 1 các bà đến xin lộc đây. Mùng 1 đầu tháng là đi xin lộc mà, hôm nay bà đi xin sớm được lộc sớm rồi đấy. Đây bác này, bác ấy bán hàng ăn trưa vội vàng vào đây luôn này. Bác bảo buổi sáng nay bán hàng rồi trưa mới chạy vào xin lộc được. Các bác bán hàng ăn sáng rồi chạy vào để xin lộc đây. Hôm nào cháu là cấp sắc là lên làm đầu tiên này lên. Bác khuyên lý mến chào nhá. Lúc nào cháu làm lẩu then là lên đó. Hôm nay chị Nguyệt làm lẩu then, mai làm hôm nay là chị Nguyệt nhầm. Chị Nguyệt làm lễ tại gia, mai làm lễ tại gia, mùng 8 đi chuộc vong, nói chung là cũng liên tục ấy, thím Nguyệt nhà cháu ấy. Đi từ
4 giờ sáng à, dùng hết cả tóc lên rồi này. Tóc tóc dù đấy. Cái chanh ngập chảy xuôi, rồi là đốt, rồi là đinh ngựa, rồi là dùng hết cả tóc lên. Lẽ đốt đi một à, lẽ 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 thì đã đốt đi một số hàng mã, có nghĩa là trả dần dần dần, lễ sắp xong rồi, còn một hai ba lễ nữa là khóa lễ xong, khóa đi ba lễ rồi, còn ba lễ nữa thôi cả nhà. Đây còn có hai bà đang trực để xem đây. Hoàng phấn à, mến chào nha, nông ngương mến chào. Chào 17 tình yêu nha. Chuyển ơi, chuyển ơi, xuống đây đi, chuyển ơi, chuyển nhá, xuống với chị em hôm nay chị đi chị đi sóc sách kìa, chị có lộc rồi đấy. Em đi sóc sách kìa, có lộc rồi. Đi sóc sách cả có lọc à. Hoàng Đức à, chào chị Long Nguyệt kìa. Chào chị Long Nguyệt, Long Nguyệt chào đi. Đó. Hoàng Đức. Hoàng Đức là con trai, không biết là các bác cứ chờ tí nó xong việc là được xem. Hôm nay ra đấy không với em với nhỉ, chị không có số của em chắc à, chị không có số của em, sáng nay chị cứ đi xót xét là cũng có lộc đấy. Đi xúc sắc kìa, đi xúc sắc kìa. Bà Thên Nguyệt còn trẻ thế à? Ừ, bà Thên Nguyệt sinh năm 86 cơ mà, năm nay mới có bao nhiêu? 39 tuổi. 29 này tưởng chưa xấu. Còn thầy, thầy em này là giỏi lắm rồi, hát giỏi rồi. Cường Long. Em chuyển có ra đây không? Bắt đầu khóa lễ chuẩn bị xong rồi, ra ăn cơm đi rồi gặp chị. Ra sốc xếp một tí đi để kiếm lộc. Tối với chị dâu cầm à, à, đúng rồi, chị với chị dâu anh cầm mà. Ra chơi đi, ra em chơi nhé, tí nữa xong lễ, xong lễ đi về. Chào 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 bà Long Đồ nhá. Xong lễ làm cho cháu, cháu của vợ anh cầm ấy, ở Đại Từ ấy làm lễ mà, xong rồi đi về. Nhiều hơn mình một tuổi. Hoàng Đức à, thế là Đức sinh năm 87 à. Ai
sắp xếp đấy, xem các thầy được rồi, nhất nhất nhị nhất rồi. Chào Lương Đức nha. Nhiều hơn một tuổi. Nhiều hơn một tuổi thế không phải làm thầy, ít hơn một tuổi không phải làm thầy mà. Cùng tuổi lại phải làm thầy đấy. Tài giúp gia tài. Có em nào, có em nào chưa chồng đấy, đấy chưa chồng nhưng mà lại làm chị mất rồi. Ở đây toàn chị rồi, ở đây toàn chị thôi, không có em nào đâu. À lúc chưa có hai ba em chưa chồng vào đây làm lễ, à bà xem nè, và đặt ngày làm lễ nhưng mà lại không bà sớm nên không biết. Phùng Phùng Lanh mến chào nhá. Nhiều hơn một tuổi đáng kể gì, mình chưa có vợ. Ôi dồi ôi, cái gì 8 gì 87 chưa có vợ á? Ôi 87 thế thì lại phải đi cắt duyên âm đi để lấy vợ nhá. 87 chưa có vợ là phải cắt duyên âm rồi. Chuyển nhỉ. Bà tên Nguyệt Đăng à. Đang khóa lễ. Đây, tên Nguyệt đang khóa lễ nha.
Lệ rơi mến chào nhá. Chào 20 tình yêu. Cắt duyên âm đi. Đấy, cắt duyên âm đi rồi khắc lấy được vợ. Cắt duyên âm đi rồi lấy vợ. Em chào mối à, mối lại sợ thối đầu. Bây giờ có ai làm mối nữa đâu. Chịu khó đi cầu 115 đi cầu đi cửa thánh cầu xin cô vợ sinh đi ở khác được. Chị ở Thái Nguyên. Chị Nguyệt thì ở Hữu Lũng nhưng mà đây, đây. Chị Long Nguyệt là ở Hữu Lũng còn chị là ở Thái Nguyên. Chị là người bí kíp để sản xuất video. Ba, con chào bà. Rồi, bà chờ một xíu nha, rồi xong lễ nha. Bà chờ một tí nha. Hôm nay các cụ mùng 1 cứ đầu tháng là đến cửa thánh là sẽ được lộc, được sức khỏe, bình an nhá. Chị là chuyên là sản xuất video, sản xuất sản xuất video tạp hát xinh đẹp rồi. Nguyệt ở Hữu Lũng. Từ sáng giờ, từ 4 giờ sáng dậy ở đây rất là mệt rồi. Nhưng mà lên cửa nhà thánh là cảm thấy mình dễ chịu, không mệt mỏi. Cảm thấy tinh thần thoải mái luôn. Đấy là cái người có căn nó vậy đấy. Chị Long Nguyệt ở Hữu Lũng sao em không biết nhỉ? Chị Long Nguyệt ở Phủ Đô cũ mà là thuộc xã Vân Nham bây giờ. Từ cầu 10 mét vào khoảng 8 cây số. Thôi mà tóm lại là
muốn tìm em Thên Nguyệt thì cứ vào nick em Thên Nguyệt hỏi là biết nhá. Em cũng ở bà bị mỏi chân quá. Tê à? Ngồi tê đau thật đấy chứ, đùa. Ngồi nhiều. Nguyệt ơi Nguyệt, cái người Hoàng Đức này chẳng là cái người này chắc là anh em chứ, là hỏi nhà vừa chứ chưa sao không biết từ em họ Hàng Hoàng Đức. Đức này ở trên ấy mà. Phải không? Đức chạy xéo à? Chào dì Hương nha. Chào dì Hương nha. Chị này có phải ở Đô Lương không? Đúng rồi. Ở Đô Lương. Chị đấy ở Đô Lương. Hà Tuyên, hôm nay làm gì đó chị Nguyệt. Chị Nguyệt hôm nay làm lễ tại gia cho khách ở Đại Từ. À, nhà chị Nguyệt làm lễ cho khách ở Đại Từ. Quá lễ nha. Úi ồ mình nhỉ. Bà thầy mát tay thật đấy. Chuẩn, đúng luôn. Cháu của ông Lê chuẩn luôn. À, em thấy chị này hình như cháu ông Lê Lợi. Làm thầy cũng chuẩn. Cháu của cháu là chuẩn rồi. Cứ họ Long là chuẩn luôn. Khu vực Hùng Lũng cứ họ Long là chuẩn luôn. Khóa lễ sắp xong cả nhà. À em ở gần nhà ông Lê à? À thế à? Bạn con bài kết thúc tăng cha, tại bà bài tặng sinh ngày ngày trước có lấy chồng họ gì? Ngày trước có cái đứa này, cái đứa vợ này, cái vợ này. Gọi điện, gọi điện, gọi điện nhanh khẩn trương. Phải trong đây để cái dương âm nó cắt đi đấy. Đây là tiết mục khóa lễ cắt duyên âm nhé cả nhà. Ra người hậu hẳn nè, họ đang đánh cái tô này. Không cho ai lấy cái đường này của mình. Được rồi, được rồi, được rồi. Biết rồi. Thôi để. Chú ơi, bữa trước con mấy cái người chồng kia là họ gì đấy?
họ gì tên gì? Họ Hoàng à? Ừ đúng rồi. Họ Hoàng tên là gì? Nó tuổi. Cái thằng này tên tuổi gì nữa? Tên tuổi gì hả con? Hoàng Quốc Thịnh. Nó bảo nó sinh năm bao nhiêu? Sinh năm bao nhiêu? Sinh năm bao nhiêu? Năm năm à? Hoàng Quốc Thịnh sinh năm 85. Đấy, ta xỉu với con trâu thì làm sao mà hợp được? Trong điện thoại thấy hết. Thấy mà bà. Rồi, ai, ai. Trâu ngoé đâu, đây là trâu ngoé à? Con xỉu với con rồng. Trâu và rồng vàng tăm nước ao à rồi. Đây con sẽ quay cắt đi để góc này không thấy đâu. Đấy. Tiết mục này. Con thấy vào đây đâu mà. Ba hồn chị ơi, đã biết cho con ba hồn chị biết biết thiệu thân về trần gian nổ số sinh nam bác nam sinh đường đặc biệt cầu bình an đắc đạo. Đây có lấy cái này của nó, lấy bộ cái vía này đi vào cái áo này. Đấy, cho cái áo quan kia. Quan áo quan đâu ở gì? Chào Hoàng là nhá, bác cụ. Đây, cụ ở gần cạnh con là cụ xinh đẹp nhá, cụ đẹp lão nhá, đúng không? Dạ lắm rồi, còn đẹp đấy. Như đây đúng không đấy, cụ đẹp lão đây này, đấy đi chưa? Đấy nè. Đấy cụ ở gần con là cụ đẹp. Đây này. Đây có phải cụ ở gần con cụ đẹp không? Đấy béo lên, môi còn son đỏ chót đi kìa. Nó khác đó. Ok rồi nha. Xin đại cáo đầu tiên là ok luôn. Đấy bà thế này giả vào để gần đấy, bà đẹp trong kia đấy, thấy chưa? Già cắn già cắn. Nam một cái điện thoại như là già hơn người ngoài đấy, già lắm. Nên là xong, sắp xong rồi các bà ơi. Đây là chị gái à? Dạ con chị gái. Cầu cho vào mình xin cái này để cầu cho con nó chứ. Giữ mang về cho nó. Mẹ mua ai? Cứ lấy về hôm nào gửi cho con nó. Từ nay mở khăn sơ nông ra khăn mưa đông hồn. Ai bao lục để bao lăn bao lăn bao lục. Mai bàn dù trăng thẳng với nhau. Phan xin kim phan mượn được mặt mày. Ông mà hơn hai mày ấy. Ôi, ông gần hạn rồi. Gần hạn là mẹ xí ké, ông có tàu cái đám. Nát lệ á, kinh nà lệ, bơ mơ đa chân ngài lột bà bò ai ngửa nâng cao. Quá mất một năm, mất một lọc ấy. Năm đi sửa khám đi, lột với hạ. Đây á, kinh lệ á, kinh bà ra. Quần áo đây, cắt ở trong túi này, 5 bộ. Bóc tắc căm, kinh bò thốn tâm nữ tuần ba lở bê tăng to, ba tắc bóc má tốt bóc hết thật. Chào bà làm nha, học cô làm nha. Đây là bà nhân ở đây.
chào nhé. Chào Phi Nọng á. Bà thầy xinh đẹp kìa. Thầy đẹp lắm đấy. Và trong điện thoại còn trẻ lắm. Ờ, quá đẹp luôn. Quá đẹp. Da căng bóng mịn mà. Ngoài rất là đẹp, còn trẻ. Cái người quay ở biết quay nó biết đẹp. Mình khát khen mình. Đã dọn vừa cái gì cũng thấy. Thích cả thích. Đấy, xách đồ đi rồi, xong rồi. Thank you.
làm lễ cho khách ở Đại Từ Thái Nguyên. Khách về làm lễ ở tại gia ấy. Bà má tầm đỏ hơn con đây nè, thấy không? Đấy chưa, bà má đỏ chót. Không đỏ lại cho khác đỏ được nè. Ở ngoài không ngồi được. Đang phải làm mình biết đâu được con nhé, mình để hả trong kia nó năm nay 44 tuổi, 44 hả? 44 à, còn trẻ thế. 44 nữa, 44 này thì năm 80 80 các bạn, năm nay mình lấy ước là từ 80 rồi đó. Nhà con cả người con cả trong đấy cộng còn luôn làm cho người bên tình nhà Quảng Ninh nghe trong đấy tình nhiệt nhưng mà non già lắm Thank you.
Long xì à? Cha ba thì cha ba là xì nha. Khóa lễ xong nhỉ, nắng vừa vào đấy. Đây, còn cái này nữa là xong rồi. Khách thì chờ, khách thì chờ xem, khách thì chờ xem, lễ thì chưa xong. Vâng. Toàn khách xem à, đấy khách à. Xem à, đang chờ các bà đi xem đông thế, và đúng hôm nay mùng 1 mà các bà đi. Các bà Khao mạ đi được được sức khỏe. Để ngồi lâu à tê chân lắm ấy. Mắt mờ lắm nhỉ. Chào chú, chào chú Doanh nhá. Chào chú Doanh nhá. Mỗi ngày mẹ thì dạy, ngày nào cũng dạy mà không tiến bộ thì lúc nào cũng chấm không điểm, thì bao giờ mới lên được 10 điểm nhờ. Yeah, ba mợ nhờ. Đây, mỗi hôm phải tăng lên 1 điểm. Thế là 10 lần là sẽ tăng lên được 10 điểm. Gái thế. Con gái lớn lắm kìa. Con nhà cháu là con trai mà. Chào 17 tình yêu nhá. Con gái xinh thế này. Đó là ta. Con gái bây giờ đó là con này. Mình lấy được con gái lên lên cái gái 20 tuổi rồi.
con có không có